100% và 100k mình sẽ đi qua shop của chú Đăng mà mình mua những đồ kurumi mình thích nha. Một con kurumi nè 45.000 luôn. Một người đó mình thấy cái bình nước này xinh quá, 100 mấy lạnh đó. Nhưng mà mình không có đủ tiền để mua nên mình đi mua món tiếp theo rồi. Mua cái 10.000 nhỏ này dễ thương nè mọi người. Hôm nay mình thấy một cái vòng kurumi 20.000 này mọi người, mình sẽ mua. Tiếp theo mọi người, mình thấy có một cái cột tóc kurumi có 15.000 à, mua luôn. Cái kurumi 8.000 xinh chưa là mình sẽ mua. Mà mình còn mua được ít nhỏ nữa thôi. Thì con này được không mọi người? Bà nãy hả? 160.000 thôi mọi người ơi. À rồi, bữa nào bố mua cho mình nghe. Giờ mình sẽ đi tính tiền. Chúng ta sẽ tính tiền nha. Hôm qua có bông nè, 45k, 20k, đây một bắt bố bên 15k. Rồi, một chiếc vòng tay của bố bên 50k. Móc quá kurumi dễ thương 10k, 500k rồi, còn cái viên gương 8k nữa, 508k nha mọi người. Bé Nam mua 108k nhưng mà thôi bé có 100k thôi nên shop sẽ tặng cho bé luôn một cái gương này luôn nhá. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn nha.